Ừ, đúng rồi. Lấy lưới này quấn cái mỏ nó lại. Quấn cái mỏ lại. Quấn mỏ lại cho nó hả? Giọng lên. Lên 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 lên. Cái giò mày cắn như nào mà cắn được. Có lần keo không? Có lần keo không? Có lần keo không? Lên xanh luôn. Lên xanh luôn. Đè xuống đi, đè xuống đi. Đè xuống chỗ giò nó. Có lần keo không? Có lần keo đeo không? Trước đi, kéo qua trước đi. Cho cái giò trước nó trước. Lấy cao vô, lấy cao vô. Cho nó lại cái đây. Lấy vậy nè. Nghe đâu? Mày thấy chưa? Cậu mà biết thế nó dễ lắm. Mày đã dễ sụp chặt. Tao quá, mày chụp cái giò trước nó cắn mày đâu được đâu. Nó quay cái miệng mày lên đâu được đâu. Thì chụp cái giò lại. Lần nào mà chụp cái giò xa là chết nữa. Nè bỏ nó đi nha. Thì bởi vậy lấy lưới tôi quăng nó chết nha. Nó giống lên này mà nó chết. Cái này cỡ 70 kg à. Cá này trụ mẹ dưới 15 kg vậy đó thôi. Cá này không rồi 15 kg vậy đâu. Trời hãy rồi đi. Nè có bằng keo không? Nè bằng keo á, bằng keo quắn cái mỏ đó. Ông Tài ơi. Vậy thôi, vậy thôi. Đó. Đây, cái chối lên coi. Ê, 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 ông gái, ông gái, ông gái, ông gái. Con này phải nhiều. 15, 16 kg. Không thấy cái tù nữa vậy. Tôi nói thử 2 chục nữa rồi đó. Giờ mình chặt ra từng cục mình mới dễ căng. Dễ chơi không? Chặt ra từng cục mình dễ căng. Dạ. Để nguyên khó khăn nữa à. Rồi bây giờ mình đổ lên trên quán rồi. Khiên ra trước nè. Bỏ nó cắn chết rồi. Cắt dài dài, cắt khúc đi, cắt khúc đi. Cắt khúc dài dài. Đây đây đây. Bỏ nó lại đi. Đè xuống đi. Đè xuống. Đè xuống. Trời ơi, thằng nào chửi mẹ đi nha. Xong luôn. Rồi xong luôn kẹo. Đâu quá. Kẹo nó bỏ lại. Ai cột cái giờ sao vậy? Đè ở đâu sao? Đó nó sang cho nặng lắm đó sang ơi. Đè xuống, con bỏ lại chứ đi. Cái này cậu. Ủa, hồi nãy có cậu cột rồi mà. Cột dưới rồi, hôm nay vậy, cột đủ mà. Trời ơi, hay vậy chứ. Mới cột, mới lôi lại. Ông bác này nè. Lặn ở dưới không dám chụp cái giò ông lội lên. Trời ơi, lên. Trời ơi, má cái ngày này của tao. Măng đủ mà. Với gia cấp về cái khâu nào mà. Ừ, bỏ vậy đủ. Có bằng keo chứ. Có bằng keo. Có bằng keo. Không con này cỡ 70 kg trở lại à. Tao có 63 kg mà. Đổ có thể tao đứa liền luôn á, 70 kg trở lại đó. Vậy là nặng hơn mày nữa. Trên 70 kg thì thua liền luôn á. Không, thằng này nó cũng hay nè. Quấy cái mỡ nó lại. Dạ đập cái đuôi nó lại, dính cái đuôi lại cái này nó chảy rồi. Bỏ ra cho nó dãy đi. Con trời mỏi luôn. Nói chứ cái đùi quất đào lắm nha. Để cổng để. Đại không chịu lấy ra mà.